Chào mọi người, nay thì mình sẽ gửi mọi người một trận đấu 2v2 tài khoản 26 này, mời cùng xem nhé. Rồi, đây thì là một trận giữa các bên đều là đỏ và một cái map thì map này cũng thường xuyên xuất hiện trong các cái trận đấu 2v2. Đấy, tuy nhiên đây lại là một cái map thuộc dạng gọi là trung bình thôi, không phải là một map rộng. Và các cái hướng đi quân thì cũng sẽ khá là dễ bị bắt bài. Hai bên thì không biết là sẽ dùng cái phương án nào để có thể là đối đầu với nhau trong cái trận đấu này. Chúng ta sẽ cùng chờ xem nhé. Rồi. Bên kia cũng rất là nhanh. Cái vị trí hộp thì mình thấy là hơi lệch so bên phía đội bạn hay sao ấy. Nhưng mà tính được cái nhà lính của bên kia thì sang cái hộp nó gần hơn. Theo như mình thấy là vậy. Tiên thì vị trí trong mỗi trận đấu ấy, cái hộp ấy thì nó cũng ở cái khu vực đấy thôi, nhưng mà nó sẽ xuất hiện khác nhau, ví dụ kiểu cũng trong khu vực tròn tròn này này đấy, nhưng mà có thể nó sẽ xuất hiện trên đây hoặc có thể xuất hiện chỗ này hoặc là sẽ xuất hiện chỗ này đấy, thì cái đấy gọi là cái tính hên xui của một cái trận đấu, nó sẽ không xuất hiện chính xác. Ở đây thì qua cái giai đoạn nhặt hộp thì hai bên bắt đầu triển khai các cái công trình, có lẽ là sẽ lên nhà 4 để có thể chơi một cách ổn áp và mạnh nhất, khi mà sức mạnh của đỏ hay kể của xanh ở đánh tướng thì nó sẽ được phô diễn ở đánh tướng, phô diễn ở chơi chỉ cấp 4, còn chơi cấp 3 thì chúng ta vẫn có thể ra quân để đi tấn công được, nhưng mà khả năng tấn công của nó không phải là quá mạnh và sẽ dễ bị phòng thủ lại được đến từ các hệ thống phòng thủ của bên phía đội bạn. Ở bên đây thì đã bắt đầu có cái răng vua của dưới ngay từ cái đoạn đầu rồi, hai bên dường như là cũng đã bắt được cái ý đồ của nhau. Dường như sẽ không có bên nào phạm sai lầm đâu. Trò đồng minh mình thì đã áp trung đường cấp 4, nhà mình cũng là điều tương tự, ra quân nhẹ để phòng thủ ở đoạn đầu thôi. Và khi mà nhận thấy là bên đối thủ hay cả bên mình đã có quân thì dường như là sẽ không bên nào manh động. Ở đây thì đồng minh mình cũng bắt đầu manh động một chút rồi, nhưng mà cái khả năng tấn công cũng là quá nhiều với một giang vua ở đây thôi. Nhà thì đã lên giang vua, nhưng mà kéo xa thì bên đối thủ chắc chắn là có thêm quân rồi. Có lính cắm mắt ở đây thì đã bị bên kia phát hiện, với cơ số lính nhiều hơn thì mình đã tiêu diệt được con lính của bên mình. Đây thì bên phía đồng minh mình với cái kiểu đánh là phun khói, nhà mình cũng là điều tương tự vì đây là một cái map rất là gần. Nếu mà nhà nào bị máy bay phải ở dạng sau cơ, ở dạng sớm như này là máy bay thì rất là khó chơi. Ngay ban đầu tiên thì nhà xanh này nó bắt đầu ép quân sang để tấn công vào nhà mình rồi, tuy nhiên là chưa dấu hiệu của khói thì phải. Một công trình của bên mình đã bị phá hủy đi. Lúc này có khói thì bên mình tự tin hơn, giống việc là kéo quân ra để tấn công còn lại vào thanh niên này. Bên mình thì mất đi công trình, bên kia thì đã mất đi khá quân. Theo như mình dự đoán là vậy. Nhưng mà những cái thiệt hại này thì đối với danh tướng gần như là chỉ là muối bỏ bẻ thôi, không phải một cái gì đó là quá to tát và lớn lao cả. Ở đây thì lại thêm một đường khói nữa để đến từ nhà mình. Lúc này thì nhà xanh này cũng đã có khói và đang bật ngược lại. Quân nhà mình ở đây thì mình cảm nhận khá là đông, tuy nhiên là khói chỉ có một con và sau khoảng thời gian mà nó xì hơi hết khói đấy, thì bên mình sẽ phải gặp cái khó khăn nên bên mình. Nên ở đây thì đã quyết định lui quân. Trở về bên phía nhà đồng minh, mình để tốc độ hơi nhanh rồi, khiến cho những cái giai đoạn trận đấu thì nó bị đẩy hơi quá nhanh và mọi người không thể theo dõi kịp. Ở đây thì bên nhà đồng minh mình cũng đang có cái sự giao tranh với bên phía nhà tím ở đây. Bên kia ra cả mammut nữa. Mammut thì nếu mà đấu khói mà ra mammut thì mình thấy không phải một cái ý kiến quá hay. Mammut nếu có chăng thì là thủ lại khói thì còn được. Đây thì nhà xanh này với cái lượng quân ít ỏi thì đã kéo sang đây để tấn công vào phía hậu nhà đồng minh mình, và khiến cho thanh niên này dường như là sẽ bị mất một công trình này thôi, khi mà không có quân phòng thủ ở đây. Với một con chuồn chuồn thì đây không phải là một cái khả năng phòng thủ quá lớn. Tuy nhiên thì ở nhà thanh niên này bị bên nhà mình tấn công vào với một tướng quân rất là to, và khả năng phòng thủ thì mình chưa thấy là quá mạnh để có thể đẩy lui được quân nhà mình. Vâng, những cái công trình ở phía ngoài liền thì đã bị phá hủy hết. Thêm cái xưởng xe kia, vâng, một chút nữa thôi là có thể phá hủy được xưởng xe rồi. Ở đây thì thanh niên này đã được ném bom, và lúc này thì bắt đầu ném bom được cất cánh đi rồi. Ném, tuy nhiên thì là bên nhà mình đã kịp di rời quân. Ở đây thì đồng minh mình đã kịp phòng thủ lại nhà tím ở phía trước và quay lại đây hạ sát nhà đằng sau.
ra thêm chuồn chuồn để tạo thêm cái sự khó chịu. Nhà mình thì cũng đã có những con chuồn chuồn được sản xuất ra ở đây rồi. Và tiếp tục một pha ném bom với đối thủ, nhưng mà lần này thì đã chuẩn chỉ hơn lần trước rất là nhiều. Một quân nhà mình thì xếp sắp chưa được quá là đẹp, nên là mình nghĩ là nên nuôi quân thì sẽ là phương án hợp lý hơn. Tím nó bắt đầu đưa quân lên đồi và có thể là sẽ có chiều hướng là kéo quân sang nhà mình để tấn công chẳng hạn, hoặc là cũng có thể đi móc vào đây được. Đấy. Nhà mình đưa quân lên đồi và ngay lập tức thì đã gặp nhà tím ở đây. Tuy nhiên thì nhà này đi quân không thì không thấy cái sự xuất hiện của khói ở khu vực này. Đồng minh mình bắt đầu đưa một tôn quân lớn lên trên đồi. Chỗ này thì lại không thấy cái sự trinh sát. Vì vậy là không biết là quân của địch ở đây có nhiều hay không. Lúc này thì nhà mình đã tụ tập thêm được một đám quân nữa. Tuy nhiên là số lượng thì không phải là quá nhiều. Nhưng lại có hai khói. Là một pha giao tranh ở khu vực trên đồi này. Bên kia thì là đang tấn công vào cái con chuồn mình với hệ thống nhím. Mà đấy không phải là cái gì đó là quá là kinh khủng cả. Cái nhà này thì không có bất kỳ một cái gì có thể phòng không cả. Nếu mình nghĩ là nếu nhà mình ấy xoay luôn sang đánh kiểu là phun chuồn chuồn thì nhà thiên niên này gần như là sẽ bị ngợp và thua. Vì không có bất kỳ một cái hệ thống phòng không nào hay là một cái hệ thống có thể phòng thủ được máy bay thì bên này sẽ rất khó để có thể chơi với nhà mình đấy. Tuy nhiên thì đây thì với kiểu đánh thì sẽ rất là khó khăn. Trong trường hợp là quân địch ra được quân để phòng thủ thì bên mình sẽ bị ngợp. Nên là cái việc là nên ra quân song song với quân bộ thì vẫn là được ưu tiên hơn. Khu vực này thì nhà đồng minh mình vẫn đang quằn quại với thanh niên nhà tím ở đây. Thanh niên kia thì đang rút quân về với số lượng quân khá là ít. Mình nghĩ là đồng minh mình có thể là thừa thắng xông lên áp quân vào luôn. Thế thì nhà mình bắt đầu kéo quân với hai đường để vào đây tấn công. Thanh niên này đâu đó có những con máy một ra để câu đỉa chút. Mình nghĩ là quân nhà mình nên kéo quân luôn vào hướng sau này. Vì là hai hướng thì thanh niên kia cũng đã rất là hoang mang rồi. Và kéo quân luôn áp lực lên cái hệ thống sân bay thì sẽ khiến thanh niên này mất đi cái sân bay và không thể phòng thủ được. Nhưng mà lựa chọn của anh Đạt thì đứng lại để có thể là tấn công hệ thống quân. Thì tất nhiên là mỗi người sẽ có một cái hướng tư duy và cách nghĩ khác nhau. Cảm thấy phù hợp với cách đánh của mình là được, và cái hiệu quả cũng như là cái việc chiến thắng là cái điều tiên quyết. Lúc này thì bên nhà tím đã kéo quân sang đây để hỗ trợ phòng thủ của bên nhà xanh này. Xanh bên đây thì đã bị mất cái xưởng xe chiến đấu cấp 3. Và ở đây thì còn một cái thôi, cái này cũng sắp ngỏm rồi. Nhưng mà bên mình thì chưa có cái lượng sát thương để tấn công ở đây. Kéo hai con giang cua vào khu vực sâu bên trong này để cố gắng phá hủy được cái sân bay. Nhưng tuy nhiên là giang cua thì sát thương cũng là có, nhưng mà máu thì không còn nhiều nữa. Nó sẽ nhanh chóng bị hạ gục thôi. Đứng bên đây thì đồng minh mình đang tấn công vào nhà tím này. Và có cái sự dàn quân rất là đẹp ở đây rồi. Nhà thì vẫn tiếp tục ra quân. Nhà mình thì quân đang được đẩy sang đây liên tục với cái hệ thống là giang gua khói lính 1 và chuồn chuồn. Tuy nhiên thì lúc này bên nhà địch cũng đã ra những con chuồn chuồn rồi. Và bên mình thì lại không có nhím, nên là sẽ lại khó khăn cho mình trong quãng thời gian tới. Vâng, cái trung cấp kìa, còn một xíu máu nữa là nó có thể bị phá hủy rồi. Đây là cái lý do tại sao mọi người cần nâng máu giáp rất là nhiều. Vì là ở trong một số trường hợp thì là cái việc chúng ta nâng máu giáp sẽ giữ lại được cái công trình đó của chúng ta. Đấy. Lúc này thì bên đây thì nhà đồng minh mình vẫn đang cố gắng tìm đường vào nhà thanh niên này. Với hai đám khói ở hai bên thì cái việc là mình đi công nó cũng sẽ rất là khó khăn. Để bên mình có thể là lựa chọn cái hướng gây sát thương phù hợp. Và số lượng quân ở bên kia cũng rất là nhiều. Khu vực này thì cũng không phải là một khu vực quá là rộng để bên mình có thể điều quân đưa qua đưa lại một cách dễ dàng. Ở đây thì nhà mình bắt đầu đưa quân lên khu vực giữa này. Có lẽ là sẽ có ý định là sang đây tấn công nhà tím này cùng với đồng minh mình. Nên thì nhà tím lúc này lại đang có một tướng quân điều lên trên đồi để có thể là sang nhà mình hoặc là tấn công ở nhà đồng minh mình. Và cũng như là có thể là chặn lại một chút cái hướng di chuyển của bên phía nhà mình sang đây để tấn công. Cũng chỉ là khói và giang vua không thôi. Nghĩ là nên có thêm những cái sự xuất hiện thứ nhím nữa. Khi mà bên kia đã có máy một thì cái việc không có nhím thì sẽ rất là khó khăn cho bên mình đấy. Có một pha ném bom từ phía nhà xanh. Tuy nhiên thì là pha ném bom nó bị fail đâu, không được chuẩn. Lúc này thì cái thế trận phòng thủ
ở khu đường trước này của bên phía nhà tím đã bị phá vỡ khi mà bên mình có cái tên đi quân chiến lược như thế này. Số lượng quân của bên kia được kéo ra đây cũng không hề ít, tuy nhiên thì là không có cái thế đứng quân từ sớm và cũng như là phải điều quân cả hai hướng chống nhà đồng minh mình như chống nhà mình, thì cái việc điều quân nó thiếu chính xác là có thể xảy ra. Và từ khu vực này thì hoàn toàn là có thể di chuyển luôn sang tấn công cái hướng ngách đằng sau này của bên nhà xanh. Và bên mình thì dường như đang có ý định đấy thì phải, thì đang điều quân ra xa một chút, giãn cách cái đội hình đây. Đây thì một tên quân rất là to của đồng minh mình nhưng mà Giang Vũ đứng xa quá nên điều sát quân vào hơn, khi mà thanh niên tím này phải công hai đường thì rất là hoang mang. Kéo quân sang đây rất là đông để có thể là phòng thủ khu vực này. Tuy nhiên thì cái lượng quân của nhà mình ở đây thì cũng không phải quá nhiều để thanh niên đấy phải cho một lượng quân lớn như vậy. Các thì đồng minh mình lại lùi quân, sao thanh niên lại đánh như thế nhỉ? À vâng, đang phòng thủ ở nhà, tuy nhiên là nhà thì quân có thể ra liên tục và cũng như là cái đám khói này mình thấy nó cũng khá là bé. Đâu đó quân thì ở trong khói cũng không phải quá nhiều. Nên là đây là một cái việc mà mình thấy là hơi sai lầm từ bên phía đồng minh mình. Và nó khiến cho cái quãng đường trở lại đây, nhà này tấn công tiếp nó xa hơn và cũng như là cái nhà tím này có thêm cái quãng thời gian để phòng thủ một cách tốt hơn. À, vào clip trước thì mình có đang chạy backup ấy, thì cũng mọi người cũng có cái phản hồi đó chính là âm thanh tệ, thì công nhận là clip âm thanh tệ thật. Bình thường thì mình quay xong mình cũng không xem lại đấy, vì cái kiểu quay của mình thì mình thấy nó cũng không ảnh hưởng gì cả, nhưng mà clip đấy không biết tại sao mình tác động như nào thì âm thanh nó không được tốt, thì mong là mọi người thông cảm. Những clip sau thì mình sẽ chú ý hơn. Tiếp tục với cái việc đang tấn công ở đây, nó hơi gián đoạn cái mạch bình luận một chút. Ở bên nhà xanh này thì đã bị bên mình luộc gần như là hết tất cả các công trình rồi. Các phòng thủ gần như là chỉ có một đám khói nhỏ nhỏ ở đây, nhưng mà không thấy cái sự xuất hiện luồng đạn đấy từ Giang Vua bắn ra, giống như chỉ khói không thôi. Cái sân bay này thì cũng sẽ sớm bị phá hủy trong ít giây tới thôi, khi mà những con Giang Vua của mình đang gây sát thương rất là nực ở đây. Và gần như là các cái công trình phòng thủ hay là công trình tấn công cũng chả còn nữa. Cho dù là bên địch có thể phòng thủ được nhưng mà khả năng tái thiết gần như cũng sẽ mất đi. Ở khu vực nhà tím này thì đồng minh mình cũng đang nằm gỏi rồi. Tất cả công trình đang bị dọn dẹp và đám khói đang phải lui rất về sau, đứng sau các công trình để phòng thủ. Nhưng mà càng lùi thì là sẽ càng chết thôi. Ở đây thì đám khói rất là to, từ bên nhà tím được điều sang đây để tấn công vào nhà mình. Nhà mình thì cũng đang ra quân để phòng thủ, tuy nhiên thì mình nghĩ là không cần cố gắng mũi tên làm gì. Nhưng mà chắc chắn là việc thanh niên này có phá hủy được nhà mình thì bên kia vẫn sẽ thua thôi, khi mà bên nhà này cũng đã sắp bị phá hết công trình và nhà đồng minh mình thì vẫn còn nguyên để có thể kéo quân sang để thủ giúp nhà mình, hoặc là trụ vững cái đợt tấn công còn sót lại của cái đám khói này trong quãng thời gian tới. Ở đây thì đang có hai con máy M1 làm việc rất là tốt, tuy sát thương không ra được nhiều, thế nhưng mà trong quãng thời gian thì nó cũng đã tiêu diệt đi được một vài cái đơn vị, khiến cho bên này cũng ngưng cái khả năng tấn công lại. Lúc này thì bên kia đã bị phá hủy hết tất cả công trình và phần thắng thì nghiêng về phía bên mình thôi. Trận đấu thì kết thúc tại đây. Cảm ơn người đã xem nhé. Chào biệt mọi người.